Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự 11 giờ 30 phút thứ năm ngày mùng 4 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban dân tộc tỉnh sơ kết một năm công tác phối hợp vận động đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm. Mường Khương chuẩn bị nông sản an toàn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán trong phần tin trong nước và quốc tế, cảng hàng không điện biên đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Thương vong do động đất tại Nhật Bản tiếp tục tăng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm, thực hiện chương trình phối hợp. Trong năm 2023, hai bên đã phối hợp tổ chức một hội nghị tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số tại huyện Bát Sát, 6 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút 780 lượt người tham dự. Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, giới thiệu 109 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản biên giới phân công trên 350 cán bộ đảng viên đồn biên phòng phụ trách giúp đỡ 1.734 hộ gia đình ở các xã phường thị trấn biên giới. Trong năm đã củng cố kiện toàn 80 tổ tự quản đường biên mốc giới, 317 tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới với hàng nghìn thành viên tham gia. Nhân dân đã cung cấp cho đồn biên phòng 150 nguồn tin, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban dân tộc tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp duy trì nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là ở vùng khó khăn, các xã khu vực biên giới, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đang tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Triển khai đợt gia quân cao điểm, Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trọng tâm là tổ chức bám nắm địa bàn, dự báo tình hình giao thông để có các phương án tổ chức triển khai phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, lực lượng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 620 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 1 tỷ 120 triệu đồng, tức 117 giấy phép lái xe, Tạm giữ 243 phương tiện vi phạm. Thời điểm này, các cơ sở chế biến nông sản, sản phẩm đặc sản của huyện Mường Khương đã chuẩn bị lượng hàng dồi dào phục vụ nhu cầu thị trường Tết, cùng với số lượng thì vấn đề an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm cũng được các cơ sở đặc biệt chú trọng, giúp nông sản Mường Khương có chỗ đứng trên thị trường khắp cả nước. Năm 2023, nông dân Mường Khương trồng khoảng 200 ha ớt. Toàn bộ lượng quả đều được chế biến theo cách làm truyền thống, dưới sự kiểm soát về chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan chuyên môn. Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, khoảng 500.000 lít tương ớt đã được 10 cơ sở ngâm từ trong năm sẵn sàng cung ứng ra thị trường trên cả nước. Bạn liên kết bà con hết ớt, mình cũng phát cây giống cho các thôn, thu quả ớt cho các thôn. Chứ không phải mua ở ngoài một chút nào hết Quản lý được sản phẩm từ đầu đến cuối Với lại tạo điều kiện cho dân có công ăn việc làm Lạp dường với hương vị đặc biệt của vùng cao Mường Khương Đã được cơ sở dung sử phát triển thành sản phẩm đạt sao Ocop Nguyên liệu được tuyển chọn tại địa phương Cơ sở cũng đầu tư thêm thiết bị máy móc Hỗ trợ các khâu sản xuất Giúp sản phẩm đảm bảo hơn về vệ sinh thực phẩm Có thể để trong thời gian dài hơn và nhìn đẹp mắt hơn Dự ước năm nay, các cơ sở này có thể cung ứng ra thị trường đến vài chục tấn sản phẩm. Khẩu trang, găng tay đầy đủ hết, chậu sạch sẽ hết. Thì hôm nay làm xong thì lại rửa giấy để đợt sau làm thì rất là sạch sẽ. Để được cái lạp sườn ngon, thịt không được chín mà nó lại là thịt sống khô. Và mình để phấn đấu được ô cốp thì mình cũng cố gắng nhiều lắm. Về chất lượng cũng như là về đầu vào đầu ra nó cũng là phấn đấu thì mới đạt được cái ô cốp. Hiện Mường Khương có gần 40 cơ sở chế biến nông sản thuộc lĩnh vực nông nghiệp quản lý. Qua chấm điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023 theo chương trình giám sát hàng năm, Mường Khương đạt 90 trên 100 điểm là đơn vị có số điểm cao nhất toàn tỉnh. Điều này cho thấy hoạt động kiểm tra giám sát trong chế biến nông sản được địa phương đặc biệt quan tâm quản lý tốt cái, cái, chất lượng để giữ cái thương hiệu giữ cái giá trị của cái các cái sản phẩm của của địa phương đặc biệt là sản phẩm của của ngành nông nghiệp xây dựng các chuỗi liên kết và có những hợp đồng tiêu thụ có cái sự ràng buộc pháp lý để mà tạo cái cơ sở bền vững trong cái việc tiêu thụ giữ và nâng cái giá trị của cái cái sản phẩm này nó nó bền vững và ổn định với những sản phẩm ẩm thực độc đáo, Mừng Khương luôn xác định chất lượng là yếu tố quyết định để sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định và lâu dài. Đây cũng chính là cách để các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản gia tăng thu nhập từ phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương. Tiếp theo là những tin tức thị trường giá cả các mặt hàng hoa quả xuất nhập khẩu. Dịp cuối năm, lượng hàng nông sản nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành tăng cao, Tuy vậy, giá các loại trái cây Trung Quốc giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, giá một số loại quýt, táo, lê chỉ dao động từ 12 đến 15 000 đồng 1 kg. Nho có giá gần 40 000 đồng 1 kg. Các mặt hàng rau củ nhập khẩu cũng rất đa dạng, dao động từ 5 đến 10 000 đồng 1 kg tùy từng loại. Với mặt hàng trái cây xuất khẩu, sầu riêng, thanh long và quả chuối thông quan thuận lợi. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 tấn chuối được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Tuy nhiên, theo các thương lái, giá chuối xuất khẩu thời điểm này giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại giá thu mua tại vườn của người dân giao động khoảng 3.000 đồng 1 kg. Với giá này bà con nông dân không có lãi. Năm 2023 toàn tỉnh trồng mới 890 ha cây dược liệu hàng năm, nâng diện tích dược liệu toàn tỉnh lên trên 4.100 ha. Tổng sản lượng thu hoạch cả năm ước đạt 19.000 tấn, giá trị thu nhập bình quân 100 triệu đồng trên 1 hectare trên năm, Đến nay, toàn tỉnh có 157 hecta trên 11 loại cây dược liệu được Bộ Y tế đánh giá công nhận đạt các nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên GACP. Để nâng cao giá trị cây dược liệu, các địa phương tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển dược liệu gắn với du lịch thông qua các sản phẩm thuốc tắm, ngâm chân, tinh dầu. Ngoài ra còn phát triển mô hình trồng dược liệu đương quy, tam thất, y dĩ, rào cổ lam gắn với các món ăn bản địa độc đáo thu hút khách du lịch nhằm gia tăng giá trị kinh tế. Trong năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như huyện Văn Bàn đã thí điểm thực hiện mô hình hàng rào xanh với 60 hộ đăng ký tham gia thực hiện, tổng chiều dài trên 1,8 km, Tại huyện Bảo Yên, trong năm đã thành lập 7 mô hình khu dân cư liền kề, 5 mô hình xử lý rác hữu cơ tại các xã. Đặc biệt tại thành phố Lào Cai, huyện Văn Bản, Bảo Yên đã chủ động đăng ký với cấp ủy thực hiện các mô hình cải tạo không gian sinh hoạt, cải tạo nếp sống, mô hình khu dân cư kiểu mẫu cho các thôn còn nhiều khó khăn trên địa bàn. Các cấp hội tổ chức chấm điểm và khen thưởng chuyên đề đối với những xã thực hiện tốt Thông qua các hoạt động thực chất, hiệu quả đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo môi trường sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tại các thôn bản. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện Bắc Hà tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ 6 nhiệm vụ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại vì nhân dân phục vụ. Thực hiện cùng lúc 3 thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, thường trú và đề nghị cấp bảo hiểm y tế cho con Nhờ được cán bộ bộ phận một cửa tận tình hướng dẫn hỗ trợ, anh Hoàng Trí Dũng đã hoàn thành tất cả các thủ tục trong ngày, trong khi quy định thời gian tối đa để hoàn thành những thủ tục này là 2 ngày. Trong quá trình thực hiện thì được cán bộ cũng tận tình giúp đỡ và thuận lợi trong thủ tục hành chính. Tôi thấy khá hài lòng với cách phục vụ của cán bộ của xã. Xã thì chúng tôi đã được hướng dẫn từ cán bộ địa chính xã một cửa xã thì lên trên này các phòng ban trên này đâu cũng thế nào các đồng chí hướng dẫn cụ thể và không thuận tiện thôi, không muốn đề gì. Tạo điều kiện tối đa cho người dân doanh nghiệp trong giao dịch với chính quyền các cấp, tiến tới xây dựng nền hành chính thân thiện phục vụ. Tinh thần chỉ đạo đó của huyện Bắc Hà đã được các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Để cho công dân này thuận lợi nhất thì công dân chỉ đến đây một lần thôi. Còn trong quá trình sai sót thì, thì xã phường thị trấn có thể gửi lên hồ sơ lên cho tôi để tôi giúp công dân hoàn thiện hồ sơ. Trên 2.300 lượt hồ sơ được cắt giảm thời gian giải quyết, tiết kiệm trên 1 tỷ đồng trong năm 2023 vừa qua. Nỗ lực cải cách hành chính ở Bắc Hà cũng góp phần tạo lập được môi trường hành chính công thân thiện gần gũi với người dân, doanh nghiệp. Trong tổng số trên 16.000 hồ sơ được tiếp nhận, tỷ lệ trả kết quả trước hạn và đúng hạn đạt trên 99%. Với các hồ sơ trễ hẹn chậm xử lý, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nghiêm túc xin lỗi. Tăng cường kỷ luật kỷ cương về cái thực hiện về cái công vụ trong cái việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp kiện nghiêm cái chế độ báo cáo và giải trình người đứng đầu xin lỗi người dân cũng như doanh nghiệp nếu không kịp thời theo cái tiến độ của thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp yêu cầu với tinh thần cầu thị lắng nghe tận tình phục vụ trong năm 2024 chủ trương cải cách hành chính tiếp tục được huyện Bắc Hà chỉ đạo triển khai nhằm xây dựng bộ máy chính quyền vì nhân dân phục vụ đây cũng là một trong những nỗ lực để mời gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn Thưa quý vị và các bạn, theo khoản 2 điều 52 Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 quy định điều kiện để được cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, cụ thể như sau. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức phù hợp với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, có địa điểm hoạt động, có cơ sở vật chất phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Trong đó, hạ tầng công nghệ thông tin phải bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại khoản 1, điều 112 Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023. Có đủ thiết bị y tế, phương tiện phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn và mỗi cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ có một người chịu trách nhiệm chuyên môn. Tiếp theo chương trình, đề xuất thưởng Tết trước ít nhất 20 ngày. Du lịch Trung Quốc phục hồi tích cực. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cấp công đoàn chủ động đề xuất với doanh nghiệp lên kế hoạch phương án trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày. Tổng Liên đoàn Lao động yêu cầu công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở chủ động tham gia đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng công khai phương án kế hoạch trả lương thưởng Tết, giám sát việc thực hiện trả lương thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi làm thêm giờ. Bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết. Việc xây dựng kế hoạch phương án trả lương, thưởng Tết phải đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là với người lao động phải tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong kỳ nghỉ Tết. Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp theo đó vụ thị trường trong nước thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất kinh doanh tiêu dùng của người dân doanh nghiệp bảo đảm chủ động tuyệt đối không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu doanh nghiệp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước có kế hoạch phương án kinh doanh bán lẻ xăng dầu khả thi bảo đảm đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của thị trường bố trí đủ nhân lực, tổ chức, trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau một tháng hoạt động trở lại với việc đưa các dòng máy bay cỡ lớn vào khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ, cảng hàng không Điện Biên đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, góp phần quảng bá xúc tiến du lịch, khởi động cho năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Ngay sau khi đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Điện Biên, nhiều du khách từ các tỉnh phía Nam đã có cơ hội thực hiện mong muốn trải nghiệm mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ. Nay là đã nối từ Sài Gòn ra Điện Biên để cho giữa những người dân miền Nam ra được vùng Tây Bắc gần hơn. Sau khi nâng cấp mở rộng, sân bay Điện Biên đã khai thác các dòng máy bay cỡ lớn hiện đại như Airbus 2320, A321. Sau một tháng hoạt động trở lại, lượng khách đi và đến Điện Biên tăng cao, Cảng hàng không đã phục vụ trên 80 lượt cất hạ cánh với trên 13.000 hành khách qua cảng. Với cái hạ tầng và thiết bị kỹ thuật hiện nay tại cảng không Điện Biên thì đã được nâng cấp và đầu tư mới. Do vậy là chất lượng phục vụ hành khách qua cảng thì đã đảm bảo. Với một tỉnh nghèo miền núi, sân bay Điện Biên được xem là công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn về quốc phòng an ninh, tạo đột phá về hạ tầng, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của cả vùng không những là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến với Điện Biên và các vùng miền trong cả nước cũng như là quốc tế đến với Điện Biên và mong muốn của tỉnh Điện Biên là sẽ thúc đẩy các hoạt động về xúc tiến về đầu tư, du lịch và thương mại dịch vụ nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh trong thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh. Với việc nâng cấp mở rộng cảng hàng không và đăng cai năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 địa phương này đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách trong năm nay. Qua đó mở ra cơ hội quảng bá, giúp tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đưa Điện Biên sớm trở thành trung tâm du lịch khu vực Tây Bắc. Tin thế giới, ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2024, một trang tin tức của Argentina đã có bài viết đề cao giá trị đặc sắc của trường phái ngoại giao cây tre của Việt Nam, cho rằng trường phái ngoại giao này đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế. Với tiêu đề Việt Nam tiếp tục phát triển ngoại giao cây tre, bài viết dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc ngày 14 tháng 12 năm 2021, nhấn mạnh quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Bài viết bình luận, trường phái ngoại giao cây tre cho thấy sự cân bằng chiến lược trong mối quan hệ với các nước lớn và với thế giới, dựa trên nguyên tắc cốt lõi là lợi ích dân tộc, độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại. Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày vừa qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 5,1 triệu người xuất nhập cảnh, cao gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo cục quản lý nhập cư quốc gia Trung Quốc đã có 2,5 triệu khách du lịch trong nước và 2,6 triệu khách du lịch ra nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30 tháng 12 cho đến ngày 1 tháng 1 vừa qua. Kiểm tra phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đạt 203.000 lượt, tăng gấp 1,5 lần so với dịp nghỉ Tết Dương lịch năm ngoái. Còn theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, trong 3 ngày nghỉ này có 135 triệu khách du lịch nội địa, tăng 155,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019. Công ty du lịch trực tuyến lớn của Trung Quốc Trip.com cho biết, số lượng đơn đặt hàng du lịch nước ngoài từ Trung Quốc đại lục trong kỳ nghỉ Tết dương lịch đã tăng gần gấp 4 lần so với năm trước. Theo số liệu thống kê mới nhất, số người thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 1 tháng 1 ở miền Trung Nhật Bản đã tăng lên 73 người. Thời tiết xấu và các nguy cơ dư chấn đang cản trở công tác tìm kiếm những người còn mất tích. Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, ít nhất 60 người hiện đang bị cô lập vì giao thông bị gián đoạn ở ít nhất là 3 khu vực, trong đó có thành phố Nanao, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của trận động đất. Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ đã quyết định tăng gấp đôi số nhân lực từ lực lượng phòng vệ được huy động tới vùng thảm họa, tới mức 1.000 người hiện nay. Theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, hơn 31.800 người đã phải sơ tán và sống trong các khu lán trại sau động đất. Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng nợ công của nước này đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 34.000 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị thảo luận về ngân sách. Cụ thể nợ công của Mỹ đã tăng lên 34.001 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức 33.000 tỷ đô la Mỹ ghi nhận vào ngày 18 tháng 9 năm ngoái do thâm hụt ngân sách liên bang tăng vì tiền thu thuế giảm trong khi chi tiêu công tăng. Theo giới quan sát, tình hình nợ công hiện nay sẽ không tác động nhiều đến nền kinh tế ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong dài hạn, lộ trình nợ công của Mỹ có thể đe dọa an ninh quốc gia và nhiều chương trình lớn của chính phủ như chính sách an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế quốc gia Medicare. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 4 tháng 1 năm 2024. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Stapa nhiều mây, có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ đêm về sáng trời rất đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.